Thì cái này á là mình đang hướng dẫn cái cách mà mix cái essential oil với cái dầu của công ty là cái topical blending oil. Thì mình mix với tỷ lệ gọi là 2:1. Thì hai ví dụ như hai drop cái blending oil và một drop cái essential oil của mình tùy theo cái mùi mà các anh chị mix. Thì anh chị mix để vô một cái chai, thì mình để sẵn, mình dán cái sticker lên cái chai, đó là cái mùi mình mix sẵn. Thì có thể khi mình cái chai như thế nào đó thì các anh chị có thể là lựa chọn để mà mình khi mình chốt cho nó dễ dàng. Đó là cái mức mix thôi, thì có cái ống của công ty nó cho sẵn, rồi mình cứ hút ra mình mix, mình chốt, mình đếm vô là tỷ lệ 2:1. Thì tùy theo các anh chị, mình có thể là mình thử 2:1 hay là 3:1 hoặc là 1:1 tùy mình. Ok các anh chị, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị làm một cái chân gọi là nu nu pedicure cộng với essential oil của công ty mới vừa ra cái essential oil á. Thì hồi nãy mình cũng có hướng dẫn cái cách mà mix cái oil với cái topical blending oil. Thì bây giờ mình bắt đầu cái nu pedicure, thì tùy theo cái loại mà khách hàng người ta chọn thì cũng ngâm chân và cũng bắt đầu dở chân lên, lấy nước sơn cắt và xét cái móng nha. Thì sau đó đó thì bắt đầu mình dùng cái liquid body lufra để mình rớt cái chân cho khách và để lấy được cái da chết trên trên khách, và cũng nhỏ một bắt đầu nhỏ một giọt dầu hồi nãy mà mình bắt đầu mình mix đó. Thì lúc này đó các anh chị bắt đầu cảm giác được cái mùi hương của essential oil với lại cái mùi của liquid body lufra nó hòa quyện vào nhau, thì cho cái tiệm mình nó rất là thơm và cái người khách của nó là cực kỳ dễ chịu một cái cảm giác. Thì mình cũng làm bình thường giống như một cái nu pedicure bình thường đó các anh chị. Rất là thơm. Rồi xong mình cũng bắt đầu mình chà gót chân chỗ nào chai sần. Xong rồi mình bỏ cái chân của khách xuống, mình cũng rửa chân giống như bình thường đó anh chị. Thì bắt đầu mình cũng sủi và cắt da một cách bình thường giống như những cái cách làm trước đây thôi. Nó chỉ khác là cái lúc mà mình mix cái liquid body lufra với cái essential oil của mình. Và tương tự sau đó thì bắt đầu mình cũng bước tiếp theo thì cũng vuốt cho cái nước nó ráo lên chân khách ha, mình rửa cho sạch cái chân khách cái hộp hộp đó. Và xong bắt đầu mình dùng cái chai tiếp theo, cái bước tiếp theo là dùng cái eye dancer, thì cái này nó cũng relax cái muscle cho mình. Thì cái bước này đó thì mình không cần phải bỏ oil vô. Xa. Thì
xin hỏi người mẫu của chúng ta cảm giác như thế nào ạ? Tê quá không nói nên lời. Thì xong cái phần massage cái eye dancer thì các anh chị cũng ráp cái khăn nóng. Một cảm giác phải là rất tuyệt vời đúng không? Thì trong cái thời gian mà mình ráp cái khăn nóng á, để cho khách feel được cái cảm giác mà vừa nóng vừa lạnh của cái eye dancer và nãy của essential oil, tại nãy mình mix cái mousse thì nó cũng có cái cảm giác the the nóng nóng. Thì cái bước tiếp theo đó là mình bỏ cái food treatment soap solution lên. Thì lúc này đó mình cũng bắt đầu khi mà bỏ cái food treatment lên á, các anh chị cũng chóp một giọt dầu nữa, bắt đầu lúc này mình massage dưới cái lòng bàn chân. Khi mà cái lòng bàn chân mà của khách đó, hầu như là những cái nguyệt nó tập trung dưới lòng bàn chân, khi các anh chị tập trung dưới cái lòng bàn chân với cái essential oil á, khách sẽ có một cái cảm giác đó, nó là rất là dễ chịu. Thì mình cũng tập trung mình massage dưới cái lòng bàn chân của khách tùy theo cái thời gian quy định của từng tiệm nail của mình đó anh chị. Thì mình massage lâu hay mau, mà mình recommend trong vòng khoảng từ 1 phút đến 1 phút rưỡi mình massage dưới cái bàn chân của khách. Mình thấy cái thời gian đó là nó vừa đủ cho một cái chân. Thì sau khi mình massage dưới lòng bàn chân của khách xong rồi thì bắt đầu mình mới gỡ cái khăn nóng lúc nãy ra. Thì cái lúc này á, thì theo Duy á, ít khi nào Duy lao lắm, Duy để tận dụng cái hơi trong cái khăn để cho còn trên chân khách á, bắt đầu mình bỏ tiếp cái Barbet Body Butter lên, là bước đó là bước cuối cùng để mình massage phía trên cái cẳng chân của khách. Rồi anh chị bỏ cũng khá đều ra, bắt đầu massage. Không cần sức cầu rồi, này cái này mình bắt đầu massage bình thường thôi anh chị. Cái bước cuối này là bước cuối cùng. Cái đợt lúc này là được tiền tiếp nhiều không là lúc này nè. Mình sẽ massage một cách chậm từ từ. Đối với cái Barbet Body Butter đó mà các anh chị bỏ lên vừa đủ á, mà massage một cách đúng cách á, thì massage rất là lâu. Còn nếu các anh chị bỏ lên mà massage không đúng cách, các anh chị massage rất là nhanh á, thì nó tạo ra một cái ma sát và nó bay hơi đi rất là nhanh. Mình chỉ làm từ từ thôi, cho nó có thời gian nó thẩm thấu vào. Thì sau cái bước massage đó thì các anh chị có thể nhìn đây và so sánh được hai cái chân. Các anh chị so sánh được hai cái chân của Nu Pedicure Essential Oil và một cái chân bên phải của người mẫu á. Bên phải của người mẫu á là chưa có làm. Các anh chị thấy cái màu nó khác nhau không?
Thì bước tiếp theo để vào phỏng vấn người mẫu, cây người mẫu rất là xinh đẹp của chúng ta. Cảm giác như thế nào sau khi mà một cái chân của chị áp dụng cái sensor nu pedicure? Ok, Jenny đã từng làm cái nu pedicure bình thường before thì nó cũng rất là good. Nhưng mà cái lần này cái sự khác biệt á là sau khi mà massage ở dưới lòng bàn chân và cái bắp chân với lại cái essential oil nữa đó, thì khi mà họ mua qua những cái bộ phận khác á thì cái chỗ đó nó vẫn còn tê và nó vẫn còn feel rất là good. Cho nên cái này là cái sự khác biệt rất là rõ ràng và khách của mình cũng có thể cảm nhận được. Và trong khi làm thì cái mùi thơm là nó liên tục nó bay lên làm cho mình cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và relax. Và hồi nãy các anh chị cũng đã thấy hai cái sự khác biệt là một chân thấy gớm và một chân rất là đẹp rồi đó. Thì cái mà Jenny muốn lưu ý ở đây luôn á là khi mà các anh chị đã mình nói mình massage và mình bắt đầu xài essential oil thì mình tập trung ở những cái điểm nhấn, và giống như hồi nãy chị Cindy đã làm đó, là mình vuốt một cách chậm nhưng mà mình nhấn vào thật là nhiều để cho mà khách có cái cảm giác long lasting sau khi mà họ làm. Oh my god, feel so good. Bây giờ tắt đi để làm chân.